Rồi qua đây tới con Doraemon. Con này 100 ngàn. Ủa sao gì con bên nè? Bóp hai bên. Bóp hai bên nó mới đều đúng không? Bóp bên không được. À, xin chào Doraemon 100 ngàn. Mức 100 ngàn. Đứng lên không? Đứng lên không? Đứng lên không? Rồi. Rồi, đứng lên, ôm. Wow. Sát vô, sát vô. Rồi, 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 ok. Đấy. Đúng rồi. Rồi, rồi, đã quá. Cái này đang quay video nha, quay video nha. Đợi lát chụp hình 5 phút nữa. Nhìn đây, đúng rồi, cậu em này. Bao nhiêu? 70 cái. Cái này gọi là nón gì ta? Cái này gọi là nón xin chào đúng không? Bóp cái nó giật hai cái lỗ tai lên nè. Đó đó đó. Cùng lúc giật hai cái coi. 70 ngàn. Xin chào. Cái này mua cho mấy đứa nít ok á. Nó còn thỏ đúng không? Unicorn. Ở Unicorn 70 ngàn. Ở bên đây có con vịt Minh. Đó, con vịt kìa. Rồi, xin chào các bạn. Chợ đêm Đà Lạt. Hay chưa? Cái nón vịt này cũng được đó ha. Nhìn dễ thương á. Xin chào. Chào chợ đêm Đà Lạt. Đó, xin chào. Lên thiên đàng. Cũng hài ghê á. Qua đây là hình con thỏ. Cái này mua cho mấy đứa bé gái được. Thấy chưa? Qua đây là cái con này là con chó. Nhìn cũng dễ thương ha. 70 ngàn đồng. Hơi cứng cứng thôi chứ không. Ồ, hay quá. Hay là lấy này, còn lấy sừng. Rồi, qua đây tới con Doraemon. Con này 100 ngàn. Ủa sao gì có bên nè? Bóp con bên, nó giật bên. Bóp hai bên. Bóp hai bên nó mới đều đúng không? Bóp bên không được. Đó, xin chào Doraemon 100 ngàn. Mức 100 ngàn. Ok. 120. Wow, tới đây cái áo len này 150 các bạn. Nhìn thiết kế khá là đẹp. Mình nghĩ mình thích cái áo này nè. Đen, xám và trắng. Giảm không chị? Giảm đi. Thiệt, thích cái áo này. Em lấy màu đi. Đó. Áo này thì 120 các bạn. Mình đã mua chiếc áo đó các bạn, 130.000 đồng nha. Thiết kế đẹp, áo dày và ấm. Chợ đêm Đà Lạt vẫn vậy. Đây là khúc mình đã mua cái áo len nha và nón. Kem bơ đi, sữa đậu nành, sữa đậu xanh nóng đá, kem bơ dầu, phô mai dầu, lắc sức của dầu la. Vui vui à.
Rồi, đậu xanh, đậu nành, bánh, bún riêu cua, bún bò Huế. Và mình đang rất là tức các bạn. Mình mới thấy một nơi bán cái nón Doraemon có giá 60.000 đồng. Nãy mua trong kia 100.000 đồng. Ha ha ha. Thua luôn. À, rồi tiếp tục đi. Trời ơi, nó lười, nó ngủ kìa. Không có cách là nó ngủ liền. Em ngủ rồi. Rồi, bây giờ chúng ta đi uống sữa đậu nành các bạn. Ngay góc này thôi. Mình không muốn đi xa. Ngay bờ hồ Xuân Hương ha. Gió lạnh quá. Gió lớn quá các bạn ơi. Cái thích thú nhất của Đà Lạt chính là được đi bộ trong làn gió lạnh. Tiếc là bây giờ thông không nhiều ha. Bên kia là cà phê Thủy Tạ. Góc này những cây đèn này thay đổi màu liên tục, sáng, đỏ. Rồi, để xem chỉ số gì xanh. Ok, giúp biết xanh dương, tím. Chưa, đó, đó. Tím. Khoai nữ bán sao vậy em? Dạ, khoai là 25.000 một củ á. 25.000 đồng một củ á hả? Tại vì khoai này khoai mặn mà em đứng sống luôn. Chị em gọi. Chị này bán một giá anh. À. Sẽ có bánh tráng bắp khoai gì không anh ơi? Bánh tráng nhiều. 20. Bánh tráng 20. Bánh tráng 20 à, lấy một cái bánh tráng, một cái khoai mực, sữa đậu nành bán sao em? Rồi bây giờ lấy 2 ly sữa luôn nha. 2 ly sữa là 15.000. Đây, tìm một cái. Sữa đậu nành 15.000. Góc này mới ngon không chứ. Chẳng có uống là gì à? Lạnh quá. Lạnh quá thôi. Nhìn chung là sữa đậu nành này béo béo các bạn. Do nó có cái lớp sữa gì sữa tươi luôn này. Nhưng mà vô tình nó sẽ át đi cái vị sữa đậu nành. Nói chung là uống ngon cho vui. Nhất thiết là phải cực kỳ ngon là ok được. Bỏ mẹ. Ai cũng vậy. Đến Đà Lạt thấy ai cũng cười hết. Không khí mát mẻ dễ chịu. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp ha.